Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Ngày 15 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chuyển hồ sơ qua tòa cung cấp để xét xử Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, người mẫu diễn viên Và Trần Xuân Đông, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh, về tội gây dối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 bộ luật hình sự, khung hình phạt 2 đến 7 năm tù. Riêng Trần Xuân Đông bị truy tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo viện kiểm sát nhân dân, Ngọc Trinh có tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần và giảm nhẹ là ăn năn thành khẩn khai báo. Trước đó ngày mùng 6 tháng 1, công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh tội gây dối trật tự công cộng, Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông. Kết quả điều tra xác định, ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vẫn cùng với Đông thực hiện việc điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Đầu tháng 9 năm 2023, Đông cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Công an thành phố Hồ Chí Minh xét thấy hành vi của Ngọc Trinh và Xuân Đông đã gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Ngọc Trinh và những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô vi phạm nói trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội. Ngày 14 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, liên tục được cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng người này vẫn không chấp hành và năn nỉ xin tha. Theo đoạn video, một cảnh sát giao thông nói: "Lần thứ 11 yêu cầu ông THH, cán bộ tòa án huyện Châu Phú kiểm tra nồng độ cồn, ông có chấp hành không?" Trả lời cán bộ cảnh sát giao thông, người đàn ông nói: "Lỡ rồi, vi phạm rồi." Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục nhắc lại yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng ông H không trả lời, lùi lại và quay mặt sang hướng khác. Một người khác khuyên ông Hát chấp hành đo nồng độ cồn, nhưng ông Hát bước đi chỗ khác. Khi cán bộ cảnh sát giao thông đưa máy đo nồng độ cồn để ông Hát thực hiện, thì ông Hát lấy tay đẩy máy ra chỗ khác. "Thôi thì bây giờ anh muốn giữ xe, giữ cái gì thì giữ đi." ông Hát nói. Cán bộ cảnh sát giao thông kiên nhẫn: "Anh có xuất trình được giấy phép lái xe không?" Ông Hát lại trả lời: "Em đã xuất trình thẻ đảng cho anh rồi đó." Một lúc sau, ông Hát lại nói: "Cứu em đi anh và tha thứ cho chú đi con ơi." Dù được đề nghị đo nồng độ cồn đến 15 lần, ông Hát vẫn không chấp hành. Liên hệ đến lãnh đạo huyện Châu Phú về vụ việc một cán bộ tòa án huyện có dấu hiệu say xỉn và năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn. Vị lãnh đạo này cho hay chưa nắm vụ việc và sẽ xác minh lại sau. Chiều muộn ngày 12 tháng 1, sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, ông Nguyễn Thành Danh vội vã bước ra khỏi phòng xử án. Ông hồi hộp muốn báo ngay với gia đình mình là bị cáo duy nhất trong vụ Việt Á được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Cầm điện thoại trên tay, ông Jun Jun mở ra thấy hàng chục tin nhắn chúc mừng của người thân, bạn bè, thậm chí là của các lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Họ theo dõi thông tin trên báo chí, biết tin người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh được hưởng các tình tiết khoan hồng đặc biệt, ai cũng nghẹn ngào xúc động. Bản thân ông Danh cũng không giấu được cảm xúc vỡ hòa khi gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng là mang tội trong đại dịch Covid-19. Ông Nguyễn Thành Danh dành chia sẻ, người bị khởi tố mà cuối cùng được miễn trách nhiệm hình sự, vui và phấn khởi lắm. Ngay trong buổi chiều, các con bay ra hà nội với ông danh trước niềm vui lớn họ không khoa trương mở tiệc ăn mừng mà dành cả buổi tối để mấy cha con ngồi bên nhau chia sẻ về những chuyện vừa trải qua ông danh khoe giọng tràn đầy hạnh phúc mấy cháu mừng lắm định dịp này đưa tôi đi du lịch mấy bữa rồi về lẽ ra cơ hội được đi du lịch cùng con cháu với người đàn ông này được thực hiện từ rất lâu ông danh từng xin nghỉ hưu trước thời hạn và được chấp thuận nhưng đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, Bình Dương trở thành điểm nóng, ông Danh đưa ra quyết định tiếp tục ở lại, đăng ký tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Cuối năm 2021, dịch COVID-19 tại địa phương được đẩy lùi, bệnh viện giã chiến lớn nhất Bình Dương đóng cửa. Lúc này, tưởng chừng ông Danh có thể yên tâm nghỉ hưu sau thời gian dài dốc sức vì sức khỏe người dân ngày đầu tiên của năm mới 2022, ông Danh chính thức nhận quyết định nghỉ hưu. Nhưng nghiệt ngã thay, chính hôm đó ông nhận kèm thêm quyết định khởi tố bị can liên quan vụ Việt Á và bị bắt tạm giam suốt 10 tháng sau đó. Ông Danh kể lại, khi bị khởi tố, lúc đầu tôi tuyệt vọng, hoang mang nhưng niềm tin thì vẫn có nên không có hành động tiêu cực. Tôi suy nghĩ mình đã cống hiến, không có mục đích, động cơ trục lợi nào khác. Khi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát hoặc lúc xét xử thì rõ ràng tôi thấy mình làm đúng thì sẽ được bảo vệ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật, trong hoàn cảnh đặc biệt chắc chắn pháp luật sẽ cho phép thôi. Nhắc lại phiên tòa đại án Việt Á, ông danh cảm nhận, đây là phiên tòa rất nhân văn bởi tất cả bị cáo vi phạm đều ở khung rất cao nhưng được tòa xem xét bối cảnh và các tình tiết giảm nhẹ khác. Ông danh chia sẻ Hội đồng xét xử đã xem xét rất nhiều khía cạnh, hoàn cảnh, tìm ra được tình tiết để có thể giảm nhẹ được cho bị cáo. Tại phiên tòa, viện kiểm sát cũng đồng cảm với hoàn cảnh dịch bệnh của Bình Dương nên mới có tình tiết giảm nhẹ cho tôi. May mắn thoát vòng lao lý, nhưng ông danh vẫn thẳng thắn khẳng định không ân hận với những rắc rối liên quan pháp luật mình vừa trải qua. Ông danh trải lòng tôi không ân hận, rõ ràng tôi làm vì sức khỏe, vì tính mạng người dân, tôi quan niệm rằng chống dịch như cuộc chiến chống giặc, phải có niềm tin, nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ, chặt chẽ hơn làm sao để tránh được sai sót. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thành Danh bị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và bị đề nghị mức án 10 tháng 4 ngày bằng thời gian tạm giam. Ông Nguyễn Thành Danh nhiều lần từ chối nhận tiền khi được nhân viên của công ty Việt Á khi công ty này đến cảm ơn. Vì vậy, tòa cân nhắc quyết định chính sách khoan hồng đặc biệt là nhiễm trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Thành Danh. Theo hội đồng xét xử, mặc dù bị cáo đã có thể nghỉ trước thời hạn, nhưng khi được yêu cầu, đề nghị ông Danh vẫn ở lại xét cánh cùng CDC Bình Dương trong chống dịch COVID-19. Là lãnh đạo CDC Bình Dương, ông Danh nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm và có thể bị xử lý, nhưng đã dám nghĩ, dám làm vì sức khỏe, tính mạng của đồng bào hội đồng xét xử đánh giá bị cáo không tư lợi cá nhân bị cáo đã nhiều lần từ chối nhận tiền nhận quà cảm ơn của công ty việt á và cũng đã cảnh tỉnh nhân viên cấp dưới khi tiếp xúc nhận quà cảm ơn